chào quý vị khách hàng. Về phẫu thuật nâng ngực Golden Line là một những phẫu thuật mà tiến bộ trong phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1 ngày nay. Với việc đặt túi ngực tạo sự căng đầy của vòng 1, đồng thời cấy nâng ngực tạo nên sự mượt mà của vòng 1, giúp cho chị em phụ nữ của mình ngày càng có vòng 1 đây là quyến rũ nhất. Như vậy, để có một cái phẫu thuật nâng ngực Golden Line thì có những cái chỉ định của nó. Thì trường hợp những khách hàng mà da mỏng, ngực nhỏ mà khách hàng muốn có cái độ căng hơn, như vậy nếu chỉ thực hiện phẫu thuật nâng đặt túi ngực không á, thì những cái chỉ số ngực, ví dụ như chỉ số về khe ngực, chỉ số về độ mượt mà ngực thì chưa đạt được. Rõ ràng với một cái sự phát triển của cái mắt ngực trong phẫu thuật nâng ngực tạo ra một cái kỹ thuật làm nâng ngực có được lai, tại vì thẩm mỹ trang dương đã khắc phục được những cái nhược điểm mà phẫu thuật thông thường đặt túi chưa làm được. Và trường hợp ngày hôm nay là một trường hợp với một kết quả chúc được các bạn xem cực kỳ đẹp cho với cái dịch vụ là thẩm mỹ nâng ngực có được lai tại vì thẩm mỹ trang dương. Với con ngực là 10.5cm, bác sĩ sẽ đặt túi ngực Nanochip Demi 285cc và tiến hành kết hợp cái mắt ngực. Thì trường hợp khách hàng đang live stream với các bạn đây là mới chỉ làm động tác đầu tiên là động tác đặt túi ngực 285cc phù hợp với khung ngực là 10.5cm. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành cấy mắt ngực tạo nên sự mượt mà của ngực. Như vậy các bạn sẽ thấy một số chỉ số là chưa đạt được trong cái ngực ngày hôm nay là cái bộ khe ngực còn hơi rộng và độ mượt mà chưa có, thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ tiến hành cấy mắt ngực. Thì cái phần mà kết quả cái mọi người chúng tôi sẽ livestream trong cái lần tiếp theo để các bạn thấy được một cái kết quả của thực như thế nào. Trường hợp của chị khách hàng ngày hôm nay á, thì các bạn thấy về cái kết quả thì trước mẫu của chị khách hàng hai chân ngực cũng hơi có độ trên chút xíu, chân ngực bên trái có độ cao hơn chân ngực bên phải khoảng 0.5cm, và sau khi mẫu các bạn thấy này với kỹ thuật bóc tách phân ngực nội soi, phẫu thuật nội soi soi hai chân ngực đã được chỉnh đều nhau. Các bạn thấy cực trên và cực dưới đang đều nhau hai chân ngực như thế này. Vị trí túi ngực đang nằm hoàn toàn trong khung ngực với một cái khung ngực mà 10.5cm độ rộng. Như vậy chúng tôi lựa chọn 285cc là phù hợp với cái khung ngực này. Nếu chúng ta đặt một túi ngực to hơn thì nguy cơ túi ngực sẽ tràn ra ngoài, vượt quá cái khung ngực. Như vậy thì khi mà túi ngực tràn ra ngoài là ngực này tạo nên cái dáng không có đẹp. Như vậy rõ ràng với cái size túi ngực 285cc thì phù hợp với cái khung ngực là 10.5cm. Thì các bạn thấy túi ngực nằm hoàn toàn gọn trong cái khung ngực gọn này. Một cái tình trạng mà khách hàng ngực hai lưng, da không có nhiều cơ, thì khi mà mình lựa chọn size túi là cực kỳ quan trọng. Trong trường hợp bạn lựa size quá to thì nó sẽ cái tình trạng là lỗ túi, nghĩa là túi quá to căng thì vượt cái sức căng của da và cơ, như vậy thì sẽ lỗ túi. Như vậy rõ ràng cái việc đánh giá mô phỏng trước mổ, sử dụng công cụ là máy mô phỏng Motiva, đồng thời các đánh giá chỉ số trước mổ tại thẩm mỹ trang dương quốc cực kỳ hiệu quả và giúp cho khách hàng hình dung được những cái kết quả sau mổ của mình. Cảm ơn những chia sẻ của bác ạ. Dạ bác ơi, thì em thấy thì đối với tình trạng này hôm nay thì ngực của mình khá là nhỏ và phần ngực cũng khá là rộng, thì tại sao là bác lại dùng phương pháp là nâng ngực nội soi đường nách vậy ạ? Rồi, như vậy các bạn thấy về đánh giá ngực trước mẫu của chị này ạ. Chị này là ngực thẳng hai lưng hoàn toàn không có chân ngực, các bạn thấy hoàn toàn chị có chân ngực là hình như là không thấy chân ngực, nó rất là phẳng, chưa tạo một cái nếp chân ngực. Cái thứ hai về quần vú của chị này á, chị này có quần vú khá là nhỏ. Như vậy với một cái ngực phẳng không có chân ngực, quần vú nhỏ này, thì giải pháp phẫu thuật nâng ngực nội soi đường nách để giấu sẹo là một giải pháp hoàn toàn hợp lý trên trường hợp chị khách hàng này. Như vậy với kỹ thuật chúng tôi mổ gạch da mỏng nách 3cm đi bóc tách một cái khoang chính xác dưới phẫu thuật nội soi, đo đạt trên khung ngực, phẫu thuật nội soi bóc tách cái khoang thật chính xác, chúng tôi thấy rõ được những cái thớ cơ, những cái mạch máu, những thần kinh để chúng tôi tạo một cái khoang chính xác. Khi đó thì cái túi ngực được đưa từ bên ngoài vào thông qua kẽo để đặt vào đúng một vị trí như mong muốn của bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ bác sĩ ơi, thì ngoài cái việc mà mình nâng ngực bằng đường nách thì mình còn có những cái đường khác không ạ? Như vậy thì đối với những cái hàng khác thì có những cái đường mổ khác. Ví dụ như một những cái hàng mà đã có chân ngực, mẹ bị sữa nhưng mà có chân ngực, vô tuyến chảy xệ thì chúng tôi có thể mổ phẫu thuật đường AMF, cái là đường chân ngực intramammary form, cái là đường chân ngực 3cm để giấu được chân ngực. Như vậy khách hàng cũng không thấy sẹo, giấu được chân ngực. Hoặc là những cái hàng mà có vùng vú to, có thể chảy xệ vùng vú, chúng tôi tiến hành phẫu thuật nâng ngực kết hợp với treo tuyến treo da để tạo ra những trường hợp mà vùng vú với cái tuyến ngực chúng ta cần phải tốt nhất. Các bạn dùng rằng khi đặt một cái túi vào thì cái vùng vú phức hợp NC là vùng vú và cái đầu ti nó phải nằm ngay tâm của cái túi ngực, thì nó tạo ra cái dáng ngực tròn này đẹp. Như vậy rõ ràng thì chảy xệ nó bị xa xuống thì chúng tôi tiến hành kéo treo nó lên để cho phù hợp. Như vậy rõ ràng mỗi ngực khách hàng có một dạng khác nhau, ứng với mỗi ngực đó chúng tôi sẽ lựa chọn một giải pháp phù hợp. Như vậy để làm được cái đó thì các bạn phải có bác sĩ chuyên về phương ngực đánh giá tư vấn để đưa ra một giải pháp cho bạn. Rõ ràng tại bệnh viện thẩm mỹ trang dương
trên toàn quốc. Khi các bạn đến thực hiện dịch vụ thẩm mỹ ngực thì các bạn sẽ được bác sĩ thăm khám, đánh giá mô phỏng máy mô thị quan trước khi các bạn quyết định một cái dịch vụ tại viện thẩm mỹ trên toàn quốc. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của bác ạ.